Hosea Stewart từng chấm dứt chuỗi thắng trận của Brooklyn Inatius hồi tháng 7 khi cả hai đều được giám khảo cho 38 điểm sau 4 hiệp đấu. Ai cũng cho rằng mình xứng đáng giành chiến thắng trong cuộc so găng đó nên muốn tái đấu để khẳng định mình. Yêu cầu của hai võ sĩ hạng nặng này được các nhà tổ chức đáp ứng. Cuộc so găng giữa Hosea Stewart và Brooklyn Inatius nằm trong chuỗi các trận đấu tại Newcastle trong đêm 2 rạng sáng 3 tháng 12. Lần này, cả hai võ sĩ một lần nữa không tìm ra đòn đánh quyết định, nhưng Brooklyn Inatius được giám khảo đánh giá tốt thông qua số điểm 58 so với 56 của đối phương, có nghĩa là Stewart phải chấp nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp. Kết quả cũng giúp Brooklyn Inatius tìm lại hương vị chiến thắng kể từ đầu tháng 7 năm 2022. Trong lần thứ 22 bước lên võ đài chuyên nghiệp, võ sĩ 31 tuổi Laden Atua không mấy khó khăn để tìm kiếm chiến thắng thứ 21 khi hạ knock out kỹ thuật Joel McIntyre ở hiệp thứ 2. Dù đối thủ nhập cuộc quyết tâm, nhưng với kinh nghiệm hơn hẳn, Laden Atua khai thác tốt cơ hội bằng những cú đấm chất lượng, buộc trọng tài phải can thiệp để bảo vệ sức khỏe cho Joel McIntyre. Sự kiện quyền Anh nổi bật trong đêm 2 rạng sáng 3 tháng 12 ở Newcastle là trận đấu bảo vệ danh hiệu hạng siêu bắn trung nước Anh của Troy Williamson trước thách thức Josh Kelly. Ngay từ hiệp đầu tiên, thách thức Josh Kelly tạo ra những khoảnh khắc đẹp mắt khiến Troy Williamson trượt ngã. Trong hiệp thứ 2, Troy Williamson cố gắng áp sát Josh Kelly. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch bị trọng tài Mark Leeson cảnh cáo vì tung đòn cấm, trong khi Josh Kelly tiếp tục tích lũy điểm bằng những pha tung đòn chất lượng. Troy Williamson cũng đạt được một số thành công nhất định ở hiệp thứ 7 và thứ 8. Tuy nhiên, Josh Kelly vẫn chiếm ưu thế bằng những cú đấm tốt hơn. Đặc biệt, Josh Kelly tung ra một cú móc phải khiến Troy Williamson đau đớn. Williamson cố gắng tấn công trong hiệp cuối cùng, nhưng chừng ấy là chưa đủ khi Josh Kelly đã tạo ra lợi thế lớn từ những hiệp đầu tiên. Các giám khảo đều có chung nhận định là Josh Kelly chơi tốt hơn. Cụ thể, số điểm chênh lệch lớn được đưa ra là 118-110, 119-109 và 119-111. Khi Troy Williamson nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp, thì Josh Kelly trở thành nhà vô địch mới của nước Anh ở hạng siêu bắn trung. Võ sĩ 30 tuổi Kevin Lerina từng là nhà vô địch Nam Phi ở hạng dừa hồi tháng 7 năm 2015. Hai năm sau, anh đánh bại Yuri Kalenga để trở thành nhà vô địch của IBO. Cơ quan quản lý quyền Anh vẫn chưa được WBA, WBC, IBF và WBO công nhận sự tồn tại. Sau 6 lần bảo vệ thành công đai vô địch IBO của hạng dừa, Kevin Lerina quyết định chuyển sang hạng nặng và được thiết lập so găng với Patrick Ferguson vào cuối năm 2020. Võ sĩ người Nam Phi đã khởi đầu sân chơi hạng nặng hoàn hảo khi hạ knock out kỹ thuật Patrick Ferguson ở hiệp thứ 5. Kevin Lerina thăng tiến khá nhanh trên bảng xếp hạng nên được thiết lập so găng với Borodino để tranh đai vô địch hạng nặng liên lục địa còn bỏ trống của WBA. Hạ knock out Borodino hơn hẳn về thể hình, Kevin Lerina chính thức trở thành nhà vô địch hạng nặng liên lục địa của WBA. Dựa trên màn trình diễn với Borodino, Kevin Lerina đã thể hiện khả năng chuyên môn tuyệt vời. Việc vô hiệu hóa đối thủ có lợi thế về xả tay và chiều cao cho thấy Kevin Lerina đủ để trở thành một đối thủ khó chịu ở sân chơi hạng nặng. Đến tháng 9 năm 2022, Kevin Lerina thiết lập trận thắng thứ 3 ở hạng nặng khi đạt số điểm tốt hơn trong cuộc so găng với Myres Watts. Ước mơ được so găng với đối thủ trong top 10 của Kevin Lerina cũng thành hiện thực khi WBA bật đèn xanh để cho Yandy Boyce chọn anh làm thách thức trong trận đầu tiên mà võ sĩ người Anh này bảo vệ đai vô địch thông thường của WBA. Daniel Dearboy đạt trọng lượng 109kg so với 104kg của Kevin Lerina. Võ sĩ người Anh sẽ lần đầu tiên bảo vệ đai vô địch thông thường của WBA. So găng với Dearboy sẽ là trận đấu lớn nhất kể từ khi bước lên võ đài chuyên nghiệp của Lerina. Kevin Lerina nhập cuộc khá tốt. Sau khi dính đòn của Kevin Lerina ngã đài, nhà vô địch thông thường của WBA có thêm 2 lần nữa chủ động gục xuống võ đài. Dearboy cho rằng anh dính chấn thương ở chân nên yếu thế trước đối thủ. Võ sĩ người Anh phải di chuyển liên tục trong hiệp 2 khi Kevin Lerina quyết hạ gục anh. Võ sĩ người Nam Phi không đạt được mục tiêu cần thiết trong giai đoạn này mà còn dính đòn khá mạnh của Dearboy trong những giây cuối của hiệp 2. Theo hướng dẫn của Sean McGuigan, Dearboy bình tĩnh lại và thận trọng bước vào hiệp 3. Kevin Lerina đuổi theo nhưng không tung ra được đòn đánh nào. Ngược lại, anh nhận những đòn chất lượng của Daniel Dearboy. Kevin Lerina bị hạ gục bởi một cú đánh chất lượng của Dearboy. Võ sĩ người Anh tung ra một loạt cú đấm quy lực, nổi bật là cú móc trái tàn bạo, buộc trọng tài Howard Foster phải can thiệp. Kinh nghiệm đã giúp Daniel Dearboy tránh bị hạ knock out trong hiệp 1, trong khi Kevin Lerina phải tự trách mình vì không khai thác triệt để cơ hội có được trong hiệp 1 để phải nhận trận thua thứ 2 trong sự nghiệp.
Ngược dòng hạ knock out kỹ thuật Kevin Lerina ở hiệp thứ 3, trên Daniel Boyce bảo vệ thành công đai vô địch thông thường của WBA. Kể từ khi bị Joe Joyce hạ gục, trên Daniel Boyce đã đứng lên và có chiến thắng thứ 4 liên tiếp. Trận bảo vệ đai hạng nặng WBC của Tyson Fury trước thách thức Derek Chisora được làm nóng bằng buổi kiểm tra trọng lượng trước số đông người hâm mộ tại trung tâm triển lãm ở Bắc London. Derek Chisora bước vào trung tâm triển lãm với thân hình đồ sộ và đạt trọng lượng đến 118kg, nặng nhất trong vòng 5 năm qua. Trong khi Tyson Fury với chiếc đai WBC khoác trên vai tự tin bước vào khu triển lãm. Nhà vô địch hạng nặng của WBC nặng hơn thời điểm anh hạ gục Dillian White gần 2kg khi đạt trọng lượng 122kg trước cuộc so găng lần thứ 3 với Chisora. Cuối cùng, hai võ sĩ đối mặt nhau và những cử chỉ quen thuộc của Gipsykin lại xuất hiện trước đối thủ để thể hiện sự vượt trội về thể hình một cách khá hài hước. Tyson Fury và Derek Chisora từng tuyên bố sẽ tấn công đối thủ ngay từ những giây đầu tiên và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Chỉ có điểm khác, đó là sự vượt trội của nhà vô địch WBC được thể hiện rõ ràng chỉ sau vài phút. Chisora tấn công khi bước vào hiệp 2, nhưng nhanh chóng bị Tyson Fury dồn ép vào gia đài. Những cú móc được Fury áp dụng nhiều hơn so với hiệp 1 khiến Chisora dính đòn. Rất may cho kẻ thách thức khi tiếng chuông vang lên kết thúc hiệp đấu, thời điểm Fury đang tấn công mạnh. Hình phạt càng nặng nề hơn mà Fury dành cho Chisora ở hiệp thứ 3. Nhà vô địch của WBC làm theo cách của mình khiến đối thủ không có cơ hội phản đòn. Kinh nghiệm và sự khôn ngoan của Gipsykin khiến Chisora rơi vào hoàn cảnh khó khăn và ngã đài. Đội của Chisora tư vấn để anh đấm Fury nhiều hơn, nhưng cơ hội để Chisora làm như vậy là hiếm vì Fury tấn công hiệu quả từ xa. Những cú đâm và móc được Fury thực hiện đều đặn khiến đối thủ biểu hiện sự đau đớn. Fury thể hiện khả năng chuyên môn vượt trội và gây bất ngờ người hâm mộ vì sự nhanh nhẹn được thể hiện từ thân hình quá khổ của anh. Diễn biến trận đấu gợi ý cho người hâm mộ về một kết cục bất lợi cho Chisora. Một pha tấn công nguy hiểm nữa được Fury đưa ra ngay từ đầu hiệp thứ 8. Chisora dù cố gắng áp sát tấn công nhưng hiệu quả thì đến với Gipsykin. Fury tung ra những cú đấm chính xác nhưng không nguy hiểm đến mức trọng tài phải can thiệp. Rõ ràng cuộc chơi là do Fury hoàn toàn quyết định. Gipsykin chiếm ưu thế ở mọi hiệp đấu nên không có bất cứ cơ hội nào để Chisora giành chiến thắng ngoại trừ Fury bị hạ gục. Trọng tài Victor Lulin quan sát Chisora rất kỹ. Một loạt cú đấm và móc của Fury buộc trọng tài phải can thiệp để bảo vệ sức khỏe cho Chisora khi thời gian của hiệp đấu thứ 10 chỉ còn vài giây cuối. Thất bại của Derek Chisora là quá rõ ràng khi Tyson Fury thể hiện sự vượt trội. Chiến thắng này được xem là bước điểm để Gipsykin hướng đến cuộc so găng thống nhất các đai vô địch hạng nặng với Oleksandr Usyk vào năm 2023.